Chào tất cả cô chú anh chị và các bạn nha. Bữa nay mình quay chú Hưng mình tiếp tục cưa cây còng nữa nha các bạn. Còng siêu khủng nha. Máy cưa này là máy cưa G410 nha các bạn. Làm hùa nà cưa lưỡi cưa tên. Rồi, máy đã nổ. Rồi tiếp tục chúng mình lại hai cây còng nha. Rồi chúng mình bắt đầu chuẩn bị cưa nha các bạn. Cây này cũng quanh 100 mấy 200. Cái clip này mình quay chú mình cưa hai cây nha các bạn. Các bạn thấy chú mình cưa cây hay á, nhớ đăng ký nhấn chuông ủng hộ mình nha. Còn cô chú anh chị nào mà có cây nào mà siêu khủng, siêu to, siêu khói gì đó cần cưa thì hãy liên hệ với chú nha. Cưa làm dài qua cây này già cây ở ngoài lỗi đen luôn rồi. Các bạn ơi, chú mình đang cưa mở miệng quay lên đó, cái cây siêu khủng luôn. Đó các bạn. Rồi chúng mình lên trên nè.
nổi đen đẹp luôn, già cây luôn rồi các bạn. Dài rồi. Qua bên mương bên kia luôn. Làm cái cầu luôn rồi các bạn ơi. Dưới này cá không. Rồi chúng mình xách hai cây máy cưa lại tiếp tục đấu chiến với cái cây siêu khổng lồ này luôn nha các bạn. Cây này bự hơn cái cây vừa rồi nha. Cái đường khó đi nó rung lắc quá các bạn, thông cảm nha các bạn. Rồi, chúng mình cầm cây máy cưa nhỏ thôi các bạn. 4200 các bạn. Mình nhân cái không có tiền mua các bạn.
chú mình lấy cái máy cưa to nha các bạn, cây lam nó thiếu rồi, nó không giáp hết. Rơi cái còng siêu to luôn nè các bạn. Cây nào cây nấy kìa các bạn, nó đẹp. Nguyên cái khúc này là đủ tiền rồi đó các bạn. Quá già còn bóng già. Quá già cây luôn à. Tới già luôn. Tới già luôn. Hiếm có mấy cái còng mà nó lỗi nhiều vậy. Về cưa trẻ chụm bánh tét. Rồi video mình đến đây cũng xin tạm dừng nha các bạn. Hẹn bạn video tiếp theo nha. Các bạn nhớ đăng ký nhấn chuông ủng hộ mình nha các bạn. Mình chân thành cảm ơn các bạn rất là nhiều nha.